Chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Tony TV. Hello khá các là bạn. Lâu rồi thì ba anh em mình không có làm cái clip ẩm thực nào hết. Thành đúng ra rồi, hôm nay chúng ta sẽ trở về series vua đồ bếp. Ê, bạch đồ bếp, tao nhờ mày đi chợ mua giúp tao 9 con cua biển làm bếp vua cua. Trời ơi, dịch bệnh mới lăn xuống mày kêu tao đi chợ mua cua. Ở trên đó đông người lắm, lỡ tao bị Covid sao mày? Trời ơi, vậy đâu mày? Mày chích 2 liều vaccine rồi, mất gì phải 2 liều. Sợ. Nó chích 2 liều vaccine. Không thấy ngày nào cũng có ca mắc dương tính ngoài cộng đồng hả? Chia sẻ với các bạn luôn, thấy ở ngoài mình bự gì đó, chứ bên trong cái phổi yếu nhớt à. Lỡ Covid mà có ghé thăm một cái là tới công chuyện luôn. Phổi mày yếu, vậy mày ở nhà đi. Nhà đi. Hả? Đi chợ mua chín cua. Đi không được đâu. Gì nữa đại ca? Ê, tao bị bệnh đau bao tử. Đau bao tử. Rồi có liên quan gì? Liên quan gì? Chứ đau tim ông sinh đó. Mới vậy hôm qua. Đau à? Tao thấy mày nhảy cầu tắm xong chung với tim trẻ trâu. Hôm nay mày bị bệnh tim rồi. Nói chung là không có đi được. Dịch bệnh có gà chưa có hết, hạn chế đi tới chỗ đông người đi các bạn. Với lại tụi mình thiếu gì ý tưởng để quay mà phải quay em thật bữa nay. Chị nói đúng nè, hôm qua cháu tao mới mua một cây bút 3D ở trên shop Tony Toy của mày. Ủa? Nè shop mày có bán bút 3D nữa hả? Vậy mình lấy cây bút đó về quay phim đi, là kênh mình có thêm một cái seri mới rồi. Nói nha cũng có lý đó. Để gọi nhân viên shop cái. Ừ Linh, nhờ em chuyển gấp xuống nhà anh ba bộ bút 3D nha. Này shipper chưa có hoạt động lại. Không sao, để có gì anh nhờ bạn anh lấy. Dạ, vậy anh nhờ bạn lên lấy giùm em nha. Hảo huynh đệ. Được rồi, em chuẩn bị ba bộ bút đó để ngoài shop đi. Giờ anh chạy xe anh shop lấy luôn nè. Dạ. One hour later. Nhiều ghê chưa nè. Những cái cuộn dây đầy màu sắc này chính là mực cho cái bút 3D của mình nha mọi người. Hồi nãy giờ nghiên cứu, mình đã biết cách sử dụng cái bút 3D này rồi. Còn cái cách chơi của mình á, ở đây có 6 lá phiếu bốc thăm ứng với 6 đồ vật. Anh em bốc thăm trúng cái lá nào sẽ làm đồ vật của lá. Ok. Lẹ lẹ đi. Rồi, chứ bốc được gì đó. Bốc cái này đi. Dạ. Mở ra coi gì coi. Yeah, bắt kẹt. Nghĩa là gì? Là cái gỗ chứ gì? Phát âm sai. Sai chỗ nào nữa? Basket. Basket. Gì kỳ vậy? Vậy mà xưa có một bạn chỉ tôi đọc là bắt kẹt. Bạn không đọc sai đơn giản. Thằng này không được rồi. Nó đã sai mà chỉ mình sai theo nó nữa. Tối nay về xóa cái bạn Facebook với mày luôn. Bắt đầu bắt. Vậy là thằng bạn đó là mày đó hả? Tao nói chứ ai nè. Nhưng mà hồi xưa công nghệ đâu có phát triển đâu, cho nên đâu có điện thoại di động để tự học ở nhà. Thấy cái chữ nó giống giống tiếng Việt cho nên phát minh ra cách đọc mới luôn. Hay đó, cho nên sai luôn. Sai rồi. Còn mày bốc trúng lá thăm nào. Để coi. Giải cho các bạn coi. Ice game. Ice cream, đọc lại. Ice cream. Đúng rồi, thiếu xì là sai, nghĩa là gì? Là cái kem. Yeah. Rồi. Bây giờ mở tiếng Anh như tao ơi. Ok. Qua đây luôn, sáng review cho các bạn ta coi nè. Ồ cứng vậy. Ừ. Wow, cái bút đẹp quá. Trong một hộp bạn sẽ có một cây bút 3D và một sợi dây cáp. Đúng nó rồi. Không có cốc sạc. Nó không có đồ sạc. Thì giờ một đầu này mình sẽ ghim vào cây bút, cái đầu còn lại mình sẽ ghim vào cái cục cáp điện thoại đó các bạn. Đó các bạn có nhà mà. Đã chuẩn bị sẵn luôn hả? Dĩ nhiên. Được rồi, mỗi người có 30 phút để hoàn thành đồ vật trong lá phiếu bốc thăm nha. Ok. Mình có cái mẹo nhỏ cho mấy bạn mới biết sử dụng cây bút 3D nha. Muốn làm cái vật thể gì á thì trước tiên mình phải tạo cho nó một cái khuôn trước. Ví dụ mình làm cây kem thì mình tạo cái khuôn hình cây kem đó, đặt quả bóng bàn lên, sau đó dùng cái bút 3D vẽ xung quanh theo cái khuôn này. Vậy là xong. Thằng Bạch đầu bếp nó nói đúng đó các bạn. Mình nên tận dụng những thứ xung quanh mình để làm cái khuôn. Như mình làm cây rổ đúng không? Mà cái rổ thì nó hình tròn, cho nên mình lấy trái banh để làm cái khuôn. Ok, làm thôi. Cây kem của mình xong rồi nha các bạn. Kem dâu đậu phộng luôn nha. Vinh xong chưa? Đây cây lửa của mình xong luôn nè các bạn ơi. Wow, hay nha. Mình vẽ trước,
Rồi mình làm theo cái khuôn hình vẽ của mình, gỡ ra là được cây lược. Tony TV luôn hả? Có chữ Tony TV luôn. Rồi xài được không? Được cái chứ. Gỗ của mình cũng xong luôn rồi nè. Một chiếc xong luôn kìa. Trải đầu được nha các bạn. Ngon lành vậy. Cái gỗ đi vớt cá luôn. Đi vớt cá cho các bạn coi nè. Rồi, coi thử coi. Ngon lành lắm nha. Cá ơi, cá ơi. Tao vớt con cá ba đuôi này nè, đây nè, đây nè, cá ba đuôi này nè. Kem của mình nè. Còn đây là cây kem của con bạch đầu bếp, cây kem dâu. Kem dâu. Có miếng dâu luôn nhìn không? Nhìn vô là biết liền. Sử dụng cây lược Tony TV thử cái bò tèo. Thử ra được không? Tút lại mái tóc đẹp trai nè. Êm lắm, mượt lắm nha. Chạy đầu con này ngon lắm. Quá đáng. Cái bút 3D là mình làm đồ xong rồi là mình xài được luôn. Bước sang vòng 2 này chúng ta sẽ nâng cái mức độ khó lên một chút xíu. Làm gì? Trang trí ốp lưng điện thoại bằng bút 3D. Làm ốp lưng điện thoại thì dễ rồi. Mà vấn đề là trang trí cái gì lên trên đó nè. Nhìn cây kem này nhớ lại ký ức tuổi thơ của mình quá. Được rồi, mình sẽ làm cái ốp lưng mà có trang trí cây kem trên đó luôn nha các bạn. Lấy bút 3D vẽ trực tiếp lên điện thoại luôn. Cái độ nóng của nó không có đủ để làm hư cái điện thoại đâu. Các bạn đừng có lo. Cứ vẽ thoải mái lên. Chí thì dễ rồi. Cái điện thoại nó tự mua, muốn làm sao làm. Còn cái điện thoại của mình á, là do ông bồ mua tặng nhân dịp sinh nhật, cho nên không có dám xài ẩu. Lỡ nó coi clip mà thấy một cái ha, là quậy mình nữa. Cách tốt nhất là vẽ cái khuôn trên tấm giấy phơm, sau đó lấy cái bút 3D vẽ lên. Như vậy là không có ảnh hưởng tới cái điện thoại của mình. Cái bút 3D vẽ lên. Mình đã vẽ xong cái khuôn cho cái điện thoại của mình rồi đây. Thì mọi người lưu ý giúp mình một chỗ. Camera nằm hướng bên tay trái, thì khi vẽ cái khuôn bạn sẽ để nó nằm về hướng bên tay phải giúp mình nha. Sau khi mình có cái khuôn, bước cuối cùng sẽ sử dụng cái bút để mình trang trí cái hình mà mình yêu thích lên. Sau khi mình trang trí xong cái hình á, chúng ta sẽ sử dụng cây bút 3D vẽ thẳng lên trên này luôn. Tới cái con vịt của mình chắc cũng dính vô cái miếng giấy này nữa rồi các bạn ơi. Đây nè. Rồi luôn rồi. Dính ngắt luôn rồi. Dính cứng ngắc luôn. Lần sau mình làm rút kinh nghiệm. Lần sau các bạn mà không muốn nó dính á, bạn phải lót một lớp giấy kính nha. Đây là lần đầu tiên mình sử dụng bút 3D cho nên thành ra là mới mắc cái lỗi này. 5 minutes later. Sau khi gỡ những cái miếng giấy vụn ra thì cái mặt con chó đốm đã hiện ra rồi nè. Bước tiếp theo là để cái điện thoại lên, sau đó dùng cái bút 3D để liên kết chúng lại với nhau. Rồi xong. Ốp lưng hình quẹ kem chưa? Đẹp chưa? Nhìn thấy thầy muốn chết luôn á. Nói chơi chứ do lần đầu làm nên tay chân còn dùng về chưa được đẹp. Các bạn thông cảm, nhớ like nhiều nhiều vô để anh em mình có động lực về sau làm đẹp hơn nhé. Giờ hơn 6 giờ tối luôn các bạn. Chí hả? Hoàn thành xong đầu tiên cái vòng 2 này. Tiếp theo là tới mình. Đó, đẹp chưa? Còn anh này là chậm nhất, cái gì cũng chậm. Trời, mới xong rồi nè. Cái của tao là đẹp nhất. Sai.
Cái tao mới là đẹp nhất. Bậy luôn, cái tao đẹp hơn nè. Cái mày mới là xấu nhất. Cái gì mới đẹp nhất? Bây giờ muốn biết ai đẹp hay xấu, nhờ người chấm điểm đi. Ok, để điện thoại xuống như này đi. Nè, tao để đây nè. Ngửa lại. Hôm nay nhà mình đám giỗ, mình sẽ nhờ Tiểu Phương ra làm ban giám khảo. Đây, coi kìa, miếng nó coi trong này không nữa. Ê, con Phát nữa. Ê, hai đứa ra nhờ các cây làm ban giám khảo chấm điểm giúp anh cái nha. Chứ dạ. Vợ có ai đâu, có hai đứa cưng là còn nhỏ à. Không lẽ vợ nhờ mấy ông chú bác của mình ra chấm điểm, mấy ông gặp camera mấy ông bị khớp sao nói được. Hai đứa chấm điểm công bằng giúp anh nha. Thấy cái ốp lưng nào đẹp cứ thẳng thắn chấm điểm, để không thôi người ta nói anh sắp đặt rồi anh ép. Hai đứa cưng á, chấm điểm cho cái ốp lưng của anh phải cao. Ồ vậy đó. Cái này là của anh Chí. Đúng rồi. Cái này là của anh Bạch đầu bếp. Cái màu vàng này là của anh. Bây giờ cưng chấm điểm từng cái lên đi nè. Của anh trước đi. Ủa anh Chí ha, nhìn ra miếng dưa hấu rồi đó. Nhưng mà anh nặng không có đều. Chỗ dày, chỗ mỏng, em nhìn nó không có ra cái ốp lưng. Nó giống như miếng lứa vậy đó. Em chấm cho 7 điểm. 7 điểm. Rồi buồn luôn. Còn em thấy là chỗ này nè, anh Chí vẽ sơ le không có thẳng hàng. Cho nên em cho anh 7 điểm. 7 với 7 là 14 điểm. Anh là fan hâm mộ của em nè, đăng ký kênh của em rồi luôn đó. Sao em chấm điểm mắc vậy? Em chấm điểm công bằng lắm. Thôi 14 điểm à. Mày đừng có năn nỉ nữa. Hèn nhát quá. Ghép lưng con gấu thì đẹp quá à. Ủa không đó à, con gấu kìa. Ủa ốp lưng này con chó chứ không phải con gấu. Thất bại rồi. Cái này đẹp quá à. Trời trời trời, con chó đốm chứ không phải là chó. Cái này ở đây cưng thấy đốm không? Nè đốm nè đốm nè đó. Mày vẽ mà con đít nhìn ra. Vô không ra là mày thất bại rồi đó. Không sao miễn đẹp được rồi. Trời, chấm mấy điểm nè tiểu bơn. Ốp lưng con chó mà quải cái túi sách còn con chó luôn. Trời sáng tạo. Trời chấm mấy điểm. Nhưng mà anh Bạch đầu bếp vẽ cũng không đều nữa. Chỗ này thì dày, chỗ này thì mỏng. Em chấm cho 9 điểm thôi. 9 điểm. 9 điểm rồi đó. Tại em lưu tiểu phát 9 điểm. Chính thì chính là 18. Rồi, tại cái này của anh nè. À, con dịch đi đi. Con dịch 3D. Nó này vô chân. Cái chân, cái tay với lại cái mỏ của nó lòi lên nè các bạn, nhìn đẹp lắm nha. Nó nổi lên luôn. Nhưng mà anh Vinh á cũng mắc một cái lỗi y chang hai anh trước luôn. Các bạn thấy không? Vẽ nó không có đều nè. Cho nên em chấm cho anh 9 điểm. 9 điểm. Đâu phải tay bở đâu mà tôi thấy vậy. Cái lưng của anh Vinh vẽ thì đẹp rồi đó, nhưng mà mấy cái viền xung quanh này nè, bít hết trơn rồi, làm sao bấm nút tắt mở âm thanh chụp hình. Đúng rồi mẹ ơi. Trời ơi, mấy điểm sao còn mấy điểm. Cho nên á em cho anh 8 điểm. Trời ơi, 8 điểm là hay rồi. Thôi kệ đi các bạn ơi. Phát chấm điểm phải. Tại vì hồi nãy mình lo làm thôi, mình cũng quên chừa mấy cái lỗ để cho mấy cái nút âm lượng nó lòi ra. Thì thôi, đây là lần đầu tiên mấy anh em sử dụng cái bút 3D, thành ra nó cũng bị lỗi này lỗi kia, thì mong các bạn sẽ thông cảm. Thì các bạn đừng quên là đăng ký ủng hộ team mình bằng cách nào? Đăng ký kênh, bấm like, và bấm vào cái chuông để ủng hộ nha. Bây giờ thì hẹn gặp các bạn clip tiếp theo. Bye bye, bye, bye. Làm móc khóa xong làm hình nhỏ Phương, mà làm chi hình bự như vậy? Ngoài miệng thì anh Vinh nói làm móc khóa vậy thôi, chứ làm hình nhỏ là hạng bét nữa đó. Đúng rồi, làm hình phải bự, càng bự điểm càng cao. Thôi làm tiếp đi.